step back just for you to move forward. 'Cause they're only pain when we're together. Then why don't we stop right now? Suffocating this way, 'cause we did not live our fate. Baby, I'm not meant to be with you. Going separate ways is God's will. Thinking about the day we apart breaks every piece of my heart. But I have to take to give your heart a break. After all these years, you must be so tired. Have to take a step back just for you to move forward. 'Cause they're only pain when we're together. Then why don't we stop right now? Been through thick and thin, but it's best to just give in. Though it breaks my heart to break away, made up my mind to say it's been suffocating this way, 'cause we did not live for fate. Baby, I'm not meant to be with you. Going separate ways is God's will. Thinking about the day we apart breaks every piece of my heart. But I have to take to give your heart a break. After all these years, you must be so tired. Been through thick and thin, but it's best to just give in. Though it breaks my heart to break away, made up my mind to say it's been suffocating this way, 'cause we did not live for fate. Baby, I'm not meant to be with you. Going separate ways is God's will. So my girl, promise me that you'll find someone at last. Someone who could make you happy all the time. After all, you've gotta be shaded. Người thân hay chính bản thân mình mới muốn Noel tới. Tặng tri thức thì sao nhở? Để mình gợi ý cho bạn một món quà vô cùng đặc biệt nhá. Đó chính là cuốn sách Bánh Mì Chuyển Ngữ, Ngữ Âm, Bảo Bối Giúp Học Tiếng Anh Dễ Dàng. Khác với những cuốn sách nhàm chán, Bánh Mì Chuyển Ngữ sẽ mang đến cho bạn những hình ảnh vô cùng hài hước, thân thiện, giúp bạn học như chơi mà chơi lại có hiệu quả thần kỳ đấy. Cuốn sách được xây dựng dựa trên phương pháp Pronunciation Workshop của chuyên gia ngôn ngữ Paul Gruber, đã được kiểm nghiệm và áp dụng thành công trên toàn thế giới với hơn 10 triệu học viên. Đây sẽ là món quà ý nghĩa giúp bạn thể hiện tình cảm một cách tuyệt vời nhất đấy. Chúc bạn có một Giáng sinh an lành với bạn bè và người thân nhé.